Bảo Khí Thăng Long xin được phép bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bái bạch chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Thay mặt cho đoàn thanh niên Phật tử tỉnh Hà Tĩnh, con xin gửi đến các quý thầy, ban tổ chức, Phật tử và gần 2.000 trại sinh của các tỉnh thành một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Chúc buổi diễu hành Hào Khí Thăng Long thành công tốt đẹp. Có câu hát rằng: chứ đi mô rồi cùng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng mà quê ta. Vâng, Hà Tĩnh, mảnh đất với vẻ đẹp rất chân quê và đời thường. Đó là dòng sông La chảy vào tâm hồn người như tưới mát cho bao thế hệ. Là núi Hồng bên dòng sông Lam vươn tận trời xanh với những điều hò ví dặm đi vào lòng người. Hà Tĩnh, mảnh đất nghèo nhưng đầy anh hùng và thơ mộng, là vẻ đẹp của vùng quê với những con người chất phác, thật thà và gần gũi. Nơi đây, mảnh đất có lịch sử hào hùng và đầy bi tráng. Từ cuộc khởi nghĩa Hương Khê hay đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, với những tấm gương tiêu biểu không chỉ góp phần cho mảnh đất Hà Tĩnh mà còn làm rạng danh đất nước Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, đây còn là nơi sinh ra của bao danh nhân đất Việt, xứng đáng là vùng địa linh nhân kiệt. Tiêu biểu nhất là nơi sinh ra của một trong ba danh nhân văn hóa thế giới, đó là Nguyễn Du với tác phẩm nổi tiếng Truyền Kiều, một tác phẩm như một công trình vĩ đại, một vinh dự tuyệt vời. Bên cạnh đó còn góp phần cho văn học nghệ thuật Việt Nam trở nên phong phú. Ca nhạc dân ca có dòng lẫy Kiều, sân khấu dân ca có trò Kiều, hội họa có nhiều truyện tranh Kiều. Truyền Kiều từ xưa tới nay đã là đầu đề của nhiều tranh bình luận và bút chiến. Một mảnh đất nhỏ bé của vùng Bắc Trung Bộ là vùng mưa thổi đất, nắng đỏ trời, quanh năm bão lũ, gió lào triền miên. Nhưng con người nơi đây lại cứng cỏi, kiên cường và đầy tình nhân ái. Có gì vinh dự hơn với dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh khi được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa phi vật thể để đại diện cho nhân loại. Và cũng không thể không kể đến ngọn núi Hồng Lĩnh. Tương truyền rằng xưa kia khi mới khai thiên, con phượng hoàng đỗ trên đã bay đi, vì thế các vua hùng không thể tròn được. Cảm ơn trại Hà Tĩnh. Tiếp theo trại Hà Giang. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni. Báo bạch trên chư tôn, hôm nay trong hào khí nghiêm trang thắm tình đạo vị hội trại Hào Khí Thăng Long, con Phật tử Diệu Minh đại diện cho nhóm thanh thiếu niên Phật tử Diệu Pháp Hương Sen Hà Giang xin được giới thiệu về quê hương Hà Giang. Đang tiến vào lễ đài là đoàn Phật tử của tỉnh Hà Giang. Hà Giang là một tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc Việt Nam, phía Đông giáp tỉnh Cao Bằng, phía Tây giáp tỉnh Yên Bái, phía Nam giáp tỉnh Tuyên Quang, phía Bắc giáp tỉnh Vân Nam và tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Hà Giang là nơi có nhiều sản phẩm văn hóa đặc sắc từ truyền thống lâu đời của hơn 20 dân tộc anh em, một địa danh du lịch đáng nhớ bởi cảnh quan thiên nhiên và con người nơi đây. Đặc biệt hơn, Hà Giang còn có chùa Sùng Khánh, chùa Bình Lâm, chùa Nậm Dầu là những ngôi chùa di tích khảo cổ văn hóa có lịch sử hàng ngàn năm. Điều đó chứng tỏ tổ tiên rất quan tâm đến Phật giáo. Hà Giang, điểm đến mang sắc thái của miền sơn cước núi rừng trùng điệp như một bức tranh sơn thủy hữu tình, là tỉnh có nhiều ngọn núi đá cao, sông suối với địa hình đa dạng phong phú, trong đó còn có những dải hoa tam giác mạch trải dài trên 4 huyện vùng cao Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Hà Giang chứa đựng những dấu ấn tiêu biểu về lịch sử phát triển của vỏ trái đất, những hiện tượng tự nhiên, cảnh quan đặc sắc về thẩm mỹ,
tính đa dạng sinh học với truyền thống lâu đời của cộng đồng cư dân bản địa như dân tộc Hơ Mông, Lô Lô, Pu Péo, Giao. Cao nguyên đá cũng là nơi có nhiều di tích danh lam thắng cảnh quốc gia đã được công nhận như di tích kiến trúc nhà Vương, cột cờ Lũng Cú, phố cổ Đồng Văn, đèo Mã Pì Lèng, núi đôi Quản Bạ, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì và đặc biệt là cao nguyên đá Đồng Văn đã được tổ chức UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu vào năm 2010. Hà Giang có những sản phẩm văn hóa đặc sắc được kết tinh từ truyền thống độc đáo lâu đời của người miền núi. Đó chính là tinh thần dân tộc, yêu quê hương đất nước là những cột mốc sống bám trụ bảo vệ bờ cõi biên cương địa đầu của Tổ quốc Việt Nam. Ai về thăm quê hương tôi, nơi biên cương là đây, có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu. Đây Hà Giang quê chúng tôi. Gỗ vùng cao về xuôi xây đồi mới, thắm tình giữa miền xuôi với miền ngược. Có ai về khơi thêm nguồn hàng, mời lên thăm đây Hà Giang. Ôi đẹp sao đây vùng cao quê tôi đang đổi mới. Xin được trân trọng cảm ơn trại Hà Giang. Tiếp theo xin mời trại Lào Cai. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa quý quan khách đang diễu hành qua lễ đài là thanh thiếu niên của Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Lào Cai với sắc phục truyền thống là quần áo mang bản sắc của dân tộc thiểu số sống ở vùng cao địa đầu của Tổ quốc với rừng đại ngàn của dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ che chở bao bọc cho tỉnh Lào Cai với văn hóa đa sắc màu và các tôn giáo bản địa với ánh sáng từ quang của Tam Bảo soi chiếu tới vùng biên cương xa xôi hẻo lánh này. Đồng bào các dân tộc lại được hạnh phúc hơn khi được học tập tu sửa theo đức hạnh của Phật, đặc biệt là thế hệ trẻ được Hòa Thượng Thích Thanh Điện cũng như chư tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai quan tâm chăm sóc dạy dỗ, nên thế hệ trẻ được dự các khóa tu mùa hè, được thay đổi cách nghĩ, cách nhìn thật là mới mẻ đối với Phật giáo. Thế hệ trẻ đã biết phát huy bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng đầu nguồn, sống đoàn kết các dân tộc, loại trừ các hủ tục mê tín tà kiến, quay về với chánh đạo, đặc biệt từ bỏ được tệ nạn nghiện ngập khi biết được những điều tốt đẹp mà Phật giáo mang lại. Phật chấn biên cương đất Lào Cai, Bồ Tát Hoằng Dương chánh pháp này, toàn dân vui sống trong chánh kiến, nhờ ơn Tam Bảo đã hoằng khai. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng cảm ơn đoàn Lào Cai. Tiếp theo mời đoàn Điện Biên. Là vùng núi giáp danh khu vực biên giới, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số ít người sinh sống, bao gồm Hơ Mông, Thái, Khơ Mú. Nhắc tới mảnh đất Điện Biên, người ta liền nhớ đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Ngày hôm nay, trên chiếc kiệu của chúng con là hình ảnh Đức Phật đản sinh. Có lẽ sẽ có nhiều người thắc mắc, tại sao không để hình ảnh chiếc tượng đài chiến công oanh liệt? Sở dĩ chúng con làm như vậy bởi Phật giáo đến với vùng đất Điện Biên của chúng con thời gian không ngắn, cũng chưa nhiều, 5 năm. Thời gian 5 năm giống như những bông hoa vừa chớm nở, như mặt trời ban mai đang tỏa sáng theo từng bước chân Phật đản sinh. Ngày Phật về, Điện Biên của chúng con vô cùng hân hoan và hạnh phúc.
ánh hào quang của đạo pháp soi sáng len lỏi vào từng ngõ ngách, góc khuất của tâm hồn chúng con. Và hơn thế nữa, Đức Phật đã dạy rằng chiến thắng vạn quân giặc không bằng tự chiến thắng mình. Chiến thắng mình là chiến thắng oanh liệt nhất. Vì Đức Phật đã chiến thắng mình và vượt thoát khỏi tham sân si, chính vì vậy Ngài đã khơi nguồn cảm hứng bất tận cho chúng con. Trong giờ phút thiêng liêng và trọng đại này, chúng con như đang nghe tiếng của hồn thiêng sông núi. Với tư thế của rồng vàng bay lên năm xưa, các thế hệ con lạc, cháu hồng, thời đại Hồ Chí Minh, chủ nhân của một giang sơn hùng vĩ, một đất nước được sống trong độc lập, tự do, đang ra sức tiến hành công cuộc đổi mới, vẫn tin bước tới tương lai, xây dựng thủ đô đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, tốt đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hằng mong ước. Với tất cả niềm tự hào, niềm hạnh phúc và trách nhiệm lớn lao, chúng con xin kính chúc quý thầy và ban tổ chức thân tâm thường an lạc, pháp thể kinh an, tuệ tâm thường chiếu vững luôn làm bóng cây để che chở cho hàng trại sinh chúng con. Và cuối cùng con xin chúc cho buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn đoàn Điện Biên. Tiếp theo mời đoàn Hòa Bình. Kính bái bạch chư tôn Đức Hoàng thượng, Thượng tọa Đại đức Tăng Ni. Con xin giới thiệu về Hải Phòng. Hải Phòng từ lâu nổi tiếng là thành phố có cảng biển lớn nhất miền Bắc, là đầu mối giao thông quan trọng trong cả nước và quốc tế. Đây cũng chính là một trong những cái nôi đầu tiên Phật giáo du nhập vào Việt Nam. Hải Phòng có rất nhiều ngôi chùa cổ như chùa Hàng, chùa Chiếu, nhiều danh lam thắng cảnh và có rất nhiều vị danh tăng nổi tiếng như Hoàng thượng Chí Hải. Nói tới Hải Phòng là nói tới biểu tượng của một vĩ tướng tài ba, người có công lập lên vùng đất An Biên mà sau này phát triển thành thành phố Hải Phòng ngày nay. Lê Trân là người có nhan sắc, giỏi võ nghệ, lại có tài thơ phú. Tô Định ép bà làm thiếp, cha mẹ bà cự tuyệt.
liền bị Tô Định sát hại. Lê Trân phải bỏ quê theo dòng sông xuôi xuống phía nam, đến vùng An Dương, cửa sông Cấm. Bà dừng lại, lập trại khai phá. Nhớ cội nguồn, bà đặt tên vùng đất này là An Biên Trang. Nợ nước thù nhà, bà vừa hướng dẫn dân làng phát triển sản xuất, vừa chiêu mộ binh lính. Binh sĩ của Lê Trân được huấn luyện chu đáo và có sở trường về thủy trận. Năm 40, khi hai bà trưng dây binh, bà đem theo quân lính gia nhập khởi nghĩa. Trong các trận đánh, bà thường được cử làm nữ tướng phong Tây quân, lập nhiều chiến công. Sau khi thu phục 65 thành, Tô Định phải lui về nước. Bà được phong làm Thánh Châu công chúa, giữ chức trưởng quản binh quyền nội bộ, đứng ra tổ chức luyện tập quân sĩ, tăng gia sản xuất. Mùa hè năm 41, vua Quang Vũ đã sai danh tướng Mã Việt làm phục bởi tướng quân chỉ huy đại binh sang đánh nước ta. Bà Lê Trân cùng với hai bà Trưng cùng nhiều nữ tướng đã tham gia những trận đánh ác liệt ở vùng Hồ Lãng Bạc, Bắc Ninh hiện nay. Trận đánh phá vây ở Cẩm Khê, cuộc kháng chiến thất bại, hai bà Trưng và nữ tướng Lê Trân đã hy sinh anh dũng. Sau này, nhân dân Hải Phòng lấy ngày 8 tháng 2 âm lịch là ngày sinh, ngày 25 tháng 12 âm lịch là ngày mất của bà Lê Trân để mở lễ hội hàng năm. Các vua đời sau cũng chiếu phong bà là Thượng Đẳng Phúc Thần Công Chúa để nhớ ơn công khai khẩn của bà. Hải Phòng đã đặt một quận mang tên bà và dựng tượng bà ở gần trung tâm thành phố. Đồng thời, tên của bà được đặt cho giải thưởng Nữ tướng Lê Trân để trao cho những người phụ nữ có thành tích xuất sắc của đất cảng. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Non nước quê hương nhớ ơn người, chiều chiều trái tim nhớ thương ngậm ngùi. Xin được cảm ơn đoàn Hải Phòng. Tiếp theo, đoàn Ninh Bình. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đang từ từ tiến vào lễ đài là đoàn trại sinh Tăng Ni Phật tử tỉnh Ninh Bình. Vào thời phút này đây, chúng con thành kính cung tỉnh Chư Tôn Đức, Tăng Ni, quý vị đại biểu và các trại sinh hãy cùng đến với những nét văn hóa đặc biệt để hiểu hơn về con người và mảnh đất cố đô yêu thương. Đi đầu đoàn rước là khối cờ Phật giáo và khối cờ Tổ quốc với trang phục áo lam giản dị và áo dài truyền thống. Hình ảnh năm lá cờ Phật giáo đại diện cho năm căn, năm lực. Hình ảnh năm lá cờ Tổ quốc đại diện cho hình ảnh đất nước con người Việt Nam có mặt khắp năm châu bốn biển. Cùng với đó, trong mọi hoàn cảnh thịnh suy của đất nước, Phật giáo và dân tộc luôn luôn đồng hành. Tiêu biểu nhất cho mối quan hệ keo sơn gắn kết này là sự ra đời của nhà nước Đại Cồ Việt với sự thống lĩnh của Đinh Tiên Hoàng Đế, mở ra một thời kỳ thái bình thịnh trị Ngô Đinh Tiền Lê, và sự ra đời của đồng tiền đầu tiên trong lịch sử dân độc mang tên Thái Bình Hưng Bảo. Tiếp theo là đoàn kiệu rước Đức Thánh Nguyễn Minh Không và di ảnh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, đệ nhất Pháp Chủ Phật Giáo Việt Nam. Đức Thánh Nguyễn Minh Không là vị quốc sư đứng đầu tổ chức Phật giáo của triều đình nhà Lý. Ông được xem là ông tổ của nghề đúc đồng, ông tổ của nghề y. Công lao của ông to lớn đối với dân tộc, được người dân tôn sùng là Đức Thánh Nguyễn, cùng với Đức Thánh Trần là hai vị thánh có thật trong lịch sử dân tộc. Ở thời cận hiện đại, trong công cuộc chấn hưng và thống nhất các hệ phái Phật giáo, không thể không kể đến vai trò của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thượng Đức Hạ Nhuận, cố trụ trì Tổ đình Kim Liên, chùa Đồng Đắc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Trong ba lời đề nghị của Hòa Thượng với Chủ tịch Thủ tướng Chính phủ, trước trọng trách đảm nhiệm ngôi vị cao nhất của Phật giáo khi thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981, mở hệ thống trường đào tạo, người thừa kế và tự do tín ngưỡng, ngày nay đã trở thành mục tiêu trọng điểm để chúng ta phát triển đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội.
Ninh Bình của thế kỷ 21 đứng trước những trọng trách của thời đại nhưng vẫn vươn mình vững chắc và góp phần xây dựng kinh tế đất nước. Non nước Ninh Bình hữu tình trùng điệp, người dân Ninh Bình dịu dàng mến khách. Nếu có một lần, chúng con rất muốn thành kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức, trân trọng kính mời quý đại biểu, quý Phật tử và hơn 2.000 bạn trại sinh có mặt nơi đây quang lâm về quê hương Ninh Bình chúng con, nơi có chùa Bái Đính trang nghiêm tráng lệ, khu du lịch tâm linh Tràng An, Nam Thiên Đệ Nhị Động, Tam Cốc Bích Động, rừng quốc gia Quốc Phương và rất nhiều danh lam thắng cảnh với nhiều điều mới lạ mà chúng con muốn gửi tặng quý ngài. Đến với hội trại tuổi trẻ và Phật giáo với chủ đề Hào khí Thăng Long 2019 của Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương dành cho các tỉnh thành phía Bắc, toàn thể tăng ni Phật tử Ninh Bình chúng con mang theo toàn bộ tâm lực, thế lực và trí lực xin cống hiến hết mình, ngưỡng mong quý ngài và quý ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn trại Ninh Bình. Kế tiếp mời trại Vĩnh Phúc. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni Chứng Minh. Kính thưa các vị khách quý, các Phật tử cùng toàn thể các bạn trại sinh tham gia hội trại tuổi trẻ Phật giáo năm 2019 đang diễu hành vào cổng tam quan là trại sinh của Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Vĩnh Phúc. Đến với hội trại lần này, tỉnh Vĩnh Phúc có 38 em thanh niên Phật tử tham dự. Mượn gió vẽ mây giữa cổng trời, tam quan chiều hạ thức cảnh tiên, sương khói răng răng dòng thác bạc, đền tranh ngói đỏ trắng mây trời, Vĩnh Phúc chốn tổ Phật tại tâm. Vĩnh Phúc vùng đất thiêng sánh với Tản Viên Ba Vì là nơi hội tụ linh khí, phong cảnh sơn kỳ thủy tú, nơi phát tích Phật giáo Việt Nam. Vĩnh Phúc trở thành thánh địa linh thiêng, là một trong những trung tâm tâm linh của nước Việt. Nơi đây chư tổ người Ấn đã đến hành đạo tại vùng núi Tam Đảo, dãy núi Tam Đảo xanh ngát nổi lên giữa biển trời mây trắng, giống như ba ngôi tam bảo Phật, Pháp, Tăng xuất hiện giữa biển đời đau khổ. Ngày nay, Vĩnh Phúc là nơi hội tụ của các tông phái thiền tịnh mật của Phật giáo Việt Nam, có tháp Bình Sơn, di tích đặc biệt quốc gia, biểu tượng của kiến trúc Phật giáo đời Trần. Hàng năm, cứ mỗi độ xuân về, hè đến, Phật tử các nơi lại vân tập về chảy hội Tây Thiên, nơi có mẫu Tây Thiên, thờ tổ mẫu, lăng thị tiêu, nên nhân dân thường có câu đến với Phật, về với mẫu. Về với Vĩnh Phúc là về với tâm linh, về với Phật Pháp, giữa cảnh thiên nhiên hùng vĩ, và về tới Tây Thiên tổ ấn khơi nguồn Phật, Vĩnh Phúc Thiền Tông thắp sáng tâm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin được cảm ơn trại Vĩnh Phúc. Tiếp theo trại thủ đô Hà Nội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên tam bảo thường ở mười phương, kính bạch trên chư tôn đức tăng ni, kính thưa ban hội trại Hào khí Thăng Long cùng toàn thể hơn 2.000 trại sinh. Chúng con, những người Phật tử đại diện cho đoàn Hà Nội, cảm thấy thật may mắn thay, phước đức thay, được sinh ra và lớn lên tại vùng thủ đô yêu dấu. Nơi đây đã trải qua biết bao thăng trầm, bao thế hệ. Nhắc đến Thăng Long, Hà Nội, chúng ta sẽ cảm nhận ngay được sự giản dị, mộc mạc, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa một nội lực tiềm ẩn của con người và mảnh đất nơi đây. Xưa kia, vua Lý Thái Tổ rời đô về Thăng Long, một vị vua
vừa lo việc nước, vừa là một vị thiền sư đã nhìn thấy được địa thế vững chãi của Thăng Long. Núi là vạt áo tre, sông là dải đai thắt, sau lưng là sông nước, trước là mặt biển, địa thế hùng mạnh mà hiểm, có thể là nơi vua ở hùng tráng, ngôi báu bền vững, hình thế Đại Việt, không nơi nào hơn được nơi này. Sau này, các vị vua nhà Trần, năm đời thấm nhuần giáo lý Phật Đà, triệt ngộ tâm tông của Phật, gìn giữ đất nước hơn 400 năm, vừa làm vua, ba lần chống quân Nguyên Mông, mạnh nhất thế giới thời bấy giờ, nhưng vẫn không quên việc tu tập là trọng yếu. Đến khi lên núi Yên Tử, thành lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, đến cuối đời, an nhiên, thị tịch, tự tại giữa dòng sinh tử, được đặt danh hiệu Phật Hoàng Trần Nhân Tông, lưu danh muôn đời, cho thấy Phật giáo có một tầm quan trọng với đất nước nói chung và với thủ đô nói riêng, hay đạo Phật chính là tâm hồn của đất nước. Và ngày nay, tiếp bước mồi đèn nối lửa của các bậc tiền nhân, chúng con cảm nhận được sự vất vả, tâm huyết của giáo hội, của các bậc quan chức để chúng con được sống trong hòa bình và trong vòng tay Tam Bảo. Chúng con, thế hệ trẻ Phật tử thủ đô, tự giác mình luôn sống và thực hành theo nhân quả, theo pháp luật, học cách biết ơn và đền ơn chư Phật, chư Tổ, chư Tôn Đức, Đảng và Nhà nước, các anh hùng liệt sĩ đã dành trọn tâm huyết, thậm chí dành cả tính mạng của mình để có được đất nước hòa bình và một Phật giáo phát triển đến hôm nay, đoàn kết, học tập và làm việc góp phần cho đất nước nói chung và thủ đô nói riêng phát triển vững mạnh hơn. Một lần nữa, chúng con thành kính cảm niệm và tri ân công đức trên Tam Bảo, chư Tôn Đức, ban tổ chức đã tạo điều kiện cho chúng con được giao lưu tu học. Con xin kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni mạnh khỏe, trí tuệ thường chiếu, Phật đạo viên thành, ban tổ chức có một hội trại thành công tốt đẹp, các bạn trại sinh có một dấu ấn đẹp khó quên. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn đoàn thủ đô Hà Nội. Tiếp theo, mời đoàn Thanh Hóa. Thanh Hóa được biết đến là một tỉnh thành của miền Trung nước ta với diện tích 11.106 km², dân số 4.439.000 người, với vị trí đặc biệt, nơi hội đủ tiềm năng của ba vùng kinh tế miền núi, trung du, đồng bằng ven biển, nguồn tài nguyên vô vàn đông phong phú với tài nguyên đất, tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản. Thanh Hóa còn được xem là một mảnh đất của Việt Nam thu nhỏ. Không những vậy, thiên nhiên còn ban tặng cho Thanh Hóa những khu du lịch sinh thái như Sầm Sơn, vườn quốc gia Bến En, Phù Luông, tất cả đã tạo nên nguồn tinh thần của người dân Thanh Hóa. Một Thanh Hóa kiên cường, bất khuất trong kháng chiến, với hình ảnh hiên ngang, cười vui xung trận của nữ anh hùng Triệu Thị Trinh, hào khí vang dội của nghĩa quân Lam Sơn với những Ba Đình, Mã Cao, Hung Lĩnh, Hàm Rồng, Sông Mã, Thanh Hóa có nhiều kiến trúc cổ kính như di sản Lam Kinh, di sản văn hóa thành nhà Hồ gắn liền với sự thịnh vượng và suy vong của các triều đại phong kiến Việt Nam. Một Thanh Hóa duyên dáng, đằm thắm và khỏe khoắn, tràn đầy sức sống trên điệu hò Sông Mã, điệu hát múa Đông Anh, múa phú phả, chèo trải. Thanh Hóa tự tin năng động, hòa nhịp cùng sự chuyển mình của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Và Thanh Hóa hàng ngày đang thay da đổi thịt. Tham gia với hội trại lần này, Thanh Hóa có 60 trại sinh đại diện cho hơn 2.000 thanh thiếu niên Phật tử đang sinh hoạt tại 42 câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử trên địa bàn tỉnh. Trong những năm gần đây, hoạt động phong trào dành cho thanh thiếu niên Phật tử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hội trại khóa tu Phật giáo với tuổi trẻ lần thứ 11 được tổ chức. Vừa qua, Ban hướng dẫn Phật tử đã tổ chức cho các bạn
thanh thiếu niên Phật tử tham dự hội thi giáo lý khu vực phía Bắc lần thứ 2 tại chùa Quán Sứ Hà Nội. Theo thông lệ hàng năm, ban hướng dẫn Phật tử kết hợp với ban Hoằng pháp, ban trị sự Phật giáo huyện Như Xuân tổ chức Phật giáo với tuổi trẻ lần thứ 11 tại thiền tự Yên Các với hơn 1.000 khóa sinh tu học từ ngày mùng 4 đến mùng 7 tháng 7 năm 2016. Và tuổi trẻ Thanh Hóa chúng con xin được sống theo tuổi trẻ Thanh Hóa. Tuổi trẻ Thanh Hóa. Tuổi trẻ Thanh Hóa. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Cảm ơn đoàn Thanh Hóa. Kế tiếp đoàn Phú Thọ. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa ban tổ chức, đang từ từ tiến về lễ đài là đoàn diễu hành tỉnh Phú Thọ. Lời đầu tiên cho phép chúng con kính chúc chư tôn thiền đức pháp thể khinh an, chúc đêm diễu hành thành công rực rỡ. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa ban tổ chức, nguồn cội là hai tiếng thiêng liêng trong trái tim của gần 90 triệu người dân nước Việt. Hôm nay, sau hàng nghìn năm, cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, nở ra trăm người con, hàng hậu duệ con cháu vua Hùng vẫn mãi tự hào về tiến trình khai sơn lập địa, lên rừng xuống biển của cha ông. Từ địa đầu tổ quốc Hà Giang cho đến Cà Mau đất mũi, từ dải Trường Sơn hùng vĩ cho đến quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, dù thành đạt cao sang hay an bần thanh đạo, dù là kinh hay mường, dù nam hay nữ, dù ở bất cứ nơi đâu, những người con đất Việt luôn hăng say giữ gìn bờ cõi và kho tàng văn hiến nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Hùng Vương Phật hiện giữa trời, Phú Thọ khai hội sáng ngời hào quang. Văn lang tổ ấn huy hoàng, con hồng cháu lạc ghi trang sử hồng. Điểm tô gấm vóc non sông, muôn đời xứng với cha ông thuở nào. Nhắc tới Phú Thọ là nhắc tới mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi gốc tích xa xưa của con lạc cháu hồng, tiếp nối truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông. Tuổi trẻ Phú Thọ hôm nay và mãi mãi về sau luôn hăng say học tập và rèn luyện, đủ sức, đủ tài, cống hiến cho đất nước, quyết tâm đánh giặc và dựng xây đền Hùng Phú Thọ trở thành biểu tượng tinh thần dân tộc, là cội nguồn thiêng liêng hùng vĩ, là sức mạnh, là niềm tin rực sáng của nền văn hóa nhân văn. Dòng máu lạc hồng 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi cháy trong tim mình, lời nhắc nhở mang hồn thiêng sông núi ấy đã thấm đẫm từ lâu, cho đến hôm nay vẫn luôn nhắc nhở cho mọi chúng ta, những người con mang dòng máu chung lạc hồng, hãy luôn nhớ về nguồn cội, nhớ về đất tổ Hùng Vương, nhớ về Thăng Long nghìn năm văn hiến. Nhân dân Phú Thọ nói chung, tuổi trẻ Phật giáo Phú Thọ nói riêng, xin được thay mặt cho toàn thể lê dân thắp lên một nén tâm hương tới các vua hùng, tới các bậc tổ tiên dựng xây đất nước. Cuối cùng xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho tỉnh Phú Thọ chúng con được giới thiệu về quê hương mình. Kính chúc quý ngài và quý vị luôn có nụ cười như Bồ Tát Di Lặc, trí tuệ như Bồ Tát Văn Thù, tự tại như Bồ Tát Quan Thế Âm và luôn an lạc như Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Phú Thọ, 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 Phú Thọ. Phú Thọ.
xin cảm ơn đoàn Phú Thọ. Tiếp theo, mời đoàn Nghệ An, thanh niên Phật tử tỉnh Nghệ An tham gia hội trại Hào Khí Thăng Long năm nay có 70 thanh thiếu niên đại diện cho hơn 2 triệu tín đồ Phật tử trong toàn tỉnh Nghệ An. Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam trừ thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thuộc vùng Bắc Trung Bộ. Trung tâm hành chính của tỉnh là thành phố Vinh, nằm cách thủ đô Hà Nội 300 km về phía nam. Trước đây, Nghệ An với Hà Tĩnh là một, được gọi là Hoan Châu trước đời nhà Lý. Nghệ An Châu, đời nhà Lý nhà Trần, gọi là xứ Nghệ năm 1490, đời vua Lê Thánh Tông, rồi trấn Nghệ An. Năm 1831, vua Minh Mạng chia trấn Nghệ An thành hai tỉnh, Nghệ An và Hà Tĩnh. Năm 1976 đến 1991, Nghệ An Hà Tĩnh xác nhập thành Nghệ Tĩnh. Năm 1991 lại tách ra thành hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đến với hội trại năm nay, tỉnh Nghệ An dâng cúng chư tôn đức cũng như toàn thể các hội trại tham dự hội trại năm nay màn chống tế đặc sắc của xứ Nghệ xin được phép bắt đầu. Chư tôn đức đang lắng nghe hồi chống tế, một món ăn đặc sản tinh thần của người dân xứ Nghệ. Nhờ tiếng trống này mà quân và dân Nghệ An theo lời hiệu triệu của vua áo vải hoàng đế Quang Trung tiến ra thủ đô vào thế kỷ 17, đánh tan 20 vạn quân Thanh, giải phóng thủ đô Hà Nội. Những tiếng trống thúc giục lòng người, và nhờ những tiếng trống này, tuổi trẻ xứ Nghệ chúng con luôn phát huy tinh thần của tuổi trẻ, nhiệt huyết dấn thân phụng sự Phật pháp, ngưỡng mong chư tôn đức chứng minh cho lòng thành của chúng con. Xin cảm ơn đoàn Nghệ An. Tiếp theo, đoàn Tuyên Quang.
mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đại đức tăng ni, ban tổ chức hội trại Hào Khí Thăng Long. Kính thưa quý ban giám khảo, quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn trại sinh của 18 tỉnh thành và 29 trại đang có mặt tại chùa Khai Nguyên trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa ban giám khảo, Tuyên Quang là một tỉnh miền núi phía Bắc, cách thủ đô Hà Nội 140 km. Tuyên Quang có 7 đơn vị hành chính gồm 1 thành phố và 6 huyện. Nơi đây được mệnh danh là thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến với lịch sử phát triển lâu đời, mang đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc. Với 22 dân tộc anh em cùng sinh sống, mỗi dân tộc có một nét truyền thống văn hóa riêng và được Đảng, Nhà nước coi trọng, bảo tồn, gìn giữ và phát huy nền văn hóa ấy, góp phần làm phong phú nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của chư tôn đức, dựa trên tinh thần ham học hỏi, tìm hiểu lịch sử đạo pháp dân tộc, hôm nay 22 dân tộc anh em chúng con cùng về đây dưới mái chùa Khai Nguyên, nơi diễn ra hội trại Hào Khí Thăng Long, cùng với sự góp mặt của 29 tỉnh thành. Tham dự hội trại Hào Khí Thăng Long hôm nay thật vinh dự cho chúng con, được thể mặt cho 22 dân tộc anh em trong tỉnh, mang đến hội trại những hình ảnh thiêng liêng mà vô cùng quen thuộc. Dẫn đầu đoàn diễu hành của tỉnh Tuyên Quang là hình ảnh trống đồng Đông Sơn, biểu tượng hào khí của dân tộc Việt Nam với hàng ngàn năm văn hiến của dòng máu Lạc Hồng. Tiếp đến là hình ảnh Bác Hồ kính yêu của chúng ta trong trang phục tu sĩ khi người còn đang làm việc và hoạt động cách mạng tại Thái Lan. Bác Hồ, cây đa Tân Trào, trống đồng Đông Sơn là hình ảnh thiêng liêng của cả nước nói chung và Tuyên Quang nói riêng, cùng về đây tham dự buổi lễ diễu hành Hào Khí Thăng Long. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên đây là bài thuyết trình của đoàn Tuyên Quang chúng con. Cuối cùng, chúng con xin kính chúc chư tôn đức pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, pháp âm thường lưu, pháp thân thường trụ, pháp lực vô biên, hóa duyên vô ngại, mãi là cội bồ đề, soi sáng cho chúng con trên bước đường tu học. Chúc cho hội trại thành công viên mãn. Chúng con xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đoàn Tuyên Quang. Tiến vào lễ đài tiếp theo là đoàn Thái Nguyên. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, hôm nay trong không khí hoan hỷ của hội trại tuổi trẻ Phật giáo được tổ chức với chủ đề Hào Khí Thăng Long, đoàn tuổi trẻ Phật giáo tỉnh Thái Nguyên chúng con dưới sự hướng dẫn của Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh tham dự hội trại với số lượng 75 trại sinh. Chúng con thực sự vui mừng và vinh dự khi được tham gia hội trại này. Kính bạch quý ngài, tỉnh Thái Nguyên với 45 dân tộc anh em được mệnh danh là thành phố anh hùng trong thời kỳ kháng chiến, với chiến khu ATK là trung tâm chỉ huy trong các cuộc kháng chiến. Đồng thời, khi nhắc đến Thái Nguyên là nhắc đến những chiến công vĩ đại, trong đó vị lãnh tụ kính yêu Hồ Chủ tịch và Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ chiến khu ATK mà lãnh đạo các cuộc kháng chiến thành công. Nhắc đến Thái Nguyên là nhắc đến những đồi chè xanh bạt ngàn, nơi đó những người nông dân ngày ngày chăm lo vun sới với cuộc sống an bình. Chúng con được biết, giáo tỉnh Thái Nguyên được thành lập vào năm 2005, rất muộn so với các tỉnh thành khác trong cả nước. Và từ khi có đạo Phật, người dân có thêm một đời sống tinh thần tốt đẹp hơn. Và nhất là với tuổi trẻ như chúng con, có thêm môi trường lành mạnh để vui chơi và tu học. Ở tỉnh Thái Nguyên, dưới sự hướng dẫn của Ban trị sự và phân ban hướng dẫn Phật tử, chúng con được tham dự nhiều khóa sinh hoạt Phật Pháp dành cho tuổi trẻ,
từ đó hiểu hơn về ý nghĩa của đời sống. Hôm nay chúng con đến với hội trại tuổi trẻ Phật giáo với chủ đề Hào khí Thăng Long. Tuổi trẻ Phật giáo Thái Nguyên sẽ luôn nhiệt huyết đồng hành cùng hội trại và những công việc sau này của Phật sự tỉnh nhà dành cho tuổi trẻ. Hôm nay tuổi trẻ Phật giáo Thái Nguyên tham gia lễ diễu hành để tưởng nhớ đến chư vị anh hùng để bảo vệ nền độc lập, mà nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tham gia lễ diễu hành, chúng con đem đến hội trại với những đặc sản của quê hương Thái Nguyên. Trong không khí hoan hỉ và vui tươi của hội trại, tuổi trẻ Phật giáo Thái Nguyên chúng con kính chúc quý ngài cùng ban tổ chức vô lượng an lạc. Chúc hội trại thành công tốt đẹp. Tuổi trẻ Phật giáo Thái Nguyên. Tuổi trẻ Phật giáo Thái Nguyên. Tuổi trẻ Phật giáo Thái Nguyên. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn đoàn Thái Nguyên tiến vào lễ đài, đó là đoàn Nam Đình. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa ban tổ chức hội trại tuổi trẻ và Phật giáo năm 2019 với chủ đề Hào khí Thăng Long của ban hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính chào các bạn trại sinh của 18 tỉnh và thành phố phía Bắc. Đang tiến vào lễ đài là các bạn trại sinh của ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Nam Định. Chúng con gồm 44 huynh đệ đại diện cho hàng nghìn thanh thiếu niên Phật tử của đất Thành Nam, linh địa nhân kiệt tham dự hội trại lần này. Đất Thành Nam, phủ Thiên Trường, nay là tỉnh Nam Định, nơi phát tích của triều Trần oanh liệt, ba lần chiến thắng rạch giặc Nguyên Mông, xuất thục hào khí Đông A, khắc vào tay hai chữ Sát Thác. Cũng là triều đại ấy, Phật giáo làm quốc giáo, khiến nước tịnh trị, nhà nhà có cuộc sống an cư lạc nghiệp. Đặc biệt Phật giáo nhập thế hộ quốc an dân, và có một vị vua anh minh đồng thời là người sáng lập ra dòng thiền Việt, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, đó chính là ngài Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Không những thế, đất Thành Nam chúng con còn là nơi nuôi dưỡng biết bao các bậc long tượng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam các thời kỳ, và cũng là các tu sĩ nhập thế độ đời, vừa là tu sĩ vừa là chiến sĩ. Lúc đất nước lâm nguy thì cởi áo cà sa, khoác chiến bào bảo vệ tổ quốc, đất nước thanh bình thì an dân. Thanh thiếu niên Phật tử chúng con luôn luôn tự hào về mảnh đất Thành Nam và là con cháu của nhà Trần, của bọn các bậc thiền sư lỗi lạc. Chúng con hôm nay tự dặn lòng mình phải luôn nhớ về quê hương. Ngày hôm nay chúng con đến đây với chương trình lễ diễu hành, chúng con xin gửi đến toàn thể các quý thầy cùng tất cả các bạn khóa sinh bài hát Lời Quê Hương. Ai qua nơi ấy phủ Thiên Trường, nghe tiếng người xưa vòng bốn phương, nhắc nhở cháu con quê Nam Định, giữ nền văn hiến của quê hương. Quê hương ta đó gian khó còn nhiều, mà sao ta thấy rất đẹp và đáng yêu. Mà sao ta thấy rất đẹp và đáng yêu. Mà sao ta thấy rất đẹp và đáng yêu. Chúng con xin được thành kính tri ân chư tôn đức trong ban tổ chức hội trại, và xin kính chúc hội trại của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn đoàn Nam Định. Tiếp theo mời đoàn Bắc Cạn. Đang tiến vào lễ đài là đoàn Phật tử thanh thiếu niên tỉnh Bắc Cạn. Trưởng đoàn là bà Đinh Thị Máy, pháp danh Thiện Nghiêm, ủy viên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Cạn, trưởng ban quản lý chùa Phố Cũ. Tỉnh Bắc Cạn hiện có 8 đơn vị hành chính, 7 huyện, 1 thành phố với 122 xã, phường, thị trấn. Trên chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển từ năm 1997, với những nỗ lực vượt khó vươn lên của Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Cạn. Kinh tế xã hội của tỉnh đã có sự phát triển vượt bậc, quốc phòng an ninh ngày càng được củng cố, giữ vững, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Cùng với đó, Phật giáo Bắc Cạn dù cơ sở thờ tự còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng cùng với sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và chính quyền các cấp, những năm qua, Hội Phật giáo Bắc Cạn đã có những bước phát triển tích cực, bước đầu đáp ứng nguyện vọng của tăng ni, Phật tử hành thiện, lợi đạo, ích đời, đồng hành cùng dân tộc theo phương châm đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Dẫn đầu đoàn diễu hành là kiệu Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát giàu lòng cứu khổ, rộng lớn không bờ bến, thương người như thương mình, cứu người như cứu mình, một cách bình đẳng, vô tư, sáng suốt. Đoàn Phật tử Bắc Cạn chúng con nguyện cầu Bồ Tát gia hộ độ trì cho Phật tử Bắc Cạn, bà con nhân dân Bách Gia Chăm họ, cầu cho thế giới bình an, thiên hạ thái bình, muôn dân an lạc. Trong đoàn diễu hành là đại diện cho 6 dân tộc anh em tỉnh Bắc Cạn: Tày, Nùng, Giao, Kinh, Hơ Mông, Sán Chỉ. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa và phong tục tập quán khác nhau, nhưng luôn đoàn kết, gắn bó, phấn đấu vì sự phát triển của tỉnh Bắc Cạn nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Phật tử tỉnh Bắc Cạn không ngừng nêu cao truyền thống yêu nước, gắn bó với dân tộc của Phật giáo Việt Nam, đoàn kết, hòa hợp trên dưới một lòng, phụng sự đạo pháp và dân tộc ngày một tốt đẹp và phát triển. Tuổi trẻ Bắc Cạn, tuổi trẻ Bắc Cạn, tuổi trẻ Bắc Cạn, tuổi trẻ Bắc Cạn, tuổi trẻ Bắc Cạn. Xin cảm ơn đoàn Bắc Cạn. Tiếp theo tiến vào lễ đài là đoàn Quảng Ninh. Kính bái Bạch Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, con xin giới thiệu về tỉnh Quảng Ninh. Non thiêng núi biếc tọa thiền, nồng ngài thấu hiểu nỗi lòng nhân gian. Hóa Phật về cõi Niết Bàn, chữ Phật ở lại trần gian cứu đời. Ngài Trần Nhân Tông vốn dĩ là một vị vua, anh minh trị vì thiên hạ Đại Việt. Sau đất nước tránh được cảnh xâm lược, nhân dân an ổn, ngài lên núi Yên Tử xuất gia và thành lập phái thiền Trúc Lâm, chính là Quảng Ninh ngày nay. Dẫn đầu chính là quốc kỳ và đạo kỳ, hai lá cờ ấy tượng trưng cho sự đoàn kết, yêu chuộng hòa bình, phụng sự đạo pháp và dân tộc. Đặc trưng của Quảng Ninh là di sản thế giới Vịnh Hạ Long, thuộc thành phố Cẩm Phả, huyện đảo Vân Đồn, mang diện tích 1.553 km2. Ở đây có muôn vàn hòn đảo lớn nhỏ, ví như vô số châu ngọc được đàn rồng phun ra. Đội cầm lòng trang nghiêm dẫn trước đoàn, chúng con xin dâng y cả sa và cúng dường Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, với mong muốn lan tỏa công đức của ngài áo xuất thế gian. Ngài đã từ ngai vàng vứt bỏ thế tục và tìm đường giải thoát cho bản thân và cho vô vàn chúng sinh nữa. Chúng con hy vọng y cả sa chính là giáp sắt chống lại phiền não và sự luân hồi của lục đạo. Chúng con nguyện cúng dường và phát tâm để tấm áo y cà sa được tồn tại mãi trên thế gian. Tấm áo ấy là một hình tượng cao đẹp, thoát tục. Nó không chỉ là đơn thuần là một chiếc y che thân, mà là một biểu tượng thanh cao, giải thoát của Phật giáo. Những ánh hoa đăng phía sau tượng trưng cho ánh sáng của trí tuệ, soi sáng chúng ta đi trên từng đường cầu học đạo. Đó cũng chính là ánh sáng từ bi, nơi tấm lòng mỗi người góp phần lan tỏa đến muôn nơi. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được cảm ơn đoàn Quảng Ninh. Tiếp theo, liên tục đài gia đình của Khai Nguyên, dẫn đầu là Thiện Tâm và Tinh Tấn.
Kính bái bạch chư tôn, kính thưa các quý vị ban giám khảo. Hòn núi sông thinh nghìn năm đang hội tụ nên mảnh đất rồng thiêng. Lịch sử dân tộc được viết bằng máu của những bậc tiền nhân mang gươm đi mở cõi, và lớp lớp cha anh đang ngã xuống tự bảo vệ từng đất thiêng liêng. Hào khí Thăng Long được hun đúc qua bao biến thiên lịch sử này lẽ nào không thể trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ hôm nay, làm nên giấc mơ bay lên Việt Nam. Thăng Long Hà Nội từ bao đời nay luôn là tâm điểm để muôn triệu con tim đất Việt hướng về. Ai về đất Bắc ta đi với, thăm lại non sông giống lạc hồng. Từ độ mang gươm đi mở cõi, ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long. Hai tiếng Thăng Long Việt Nam thiêng liêng còn ngân vọng mãi cùng với núi sông từ ngàn đời. Và thời khắc thiêng liêng của nghìn năm hồn thiêng sông núi giao hòa được tái hiện ngay tại nơi đây. Trại sinh gia đình khai nguyên chúng con xin gửi tới đêm diễu hành với chủ đề Hào khí Việt Nam hùng thiêng ngàn đời. Đi đầu trong đoàn diễu hành chúng con xin được gửi tới kính toàn thể quý thầy và hội trại cùng quay trở về thời kỳ dựng nước và giữ nước. 18 đội vô hùng oai nghiêm, chim lạc bay ra khỏi trống đồng, năm châu góp mặt giống tiên long, tha hương không thể quên hùng sử, viễn xứ vẫn hoài nhớ núi sông, vô hùng dựng nước Vân Lam. 5.000 năm trước huy hoàng trời đông, giang khan một dải mênh mông, Bắc Hương Hán tộc Nam Phương Lạc Hồng. Đất tổ vô hùng Phú Thọ là nơi hội tụ văn hóa tâm linh chốn hồn thiêng của dân tộc, thể hiện truyền thống cố kết cộng đồng yêu nước của dân tộc Việt Nam. Hiểu được ý nghĩa lịch sử linh thiêng này, thế hệ trẻ chúng con hôm nay luôn nêu cao tinh thần truyền thống đoàn kết, yêu nước và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tiếp tục trau dồi trí tuệ, nguồn tri thức để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày ngày càng hùng mạnh hơn nữa, xứng đáng là con lạc cháu hồng đất Việt. Lá cờ là biểu trưng cho khát vọng độc lập dân tộc, tự do hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Nền cờ đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết cách mạng, là máu của những cha ông đã hy sinh cho dân tộc, biểu tượng cho sự chiến đấu anh dũng, kiên cường và bất khuất. Ngôi sao vàng chính giữa tượng trưng cho linh hồn dân tộc, năm cánh sao vàng tượng trưng cho năm tầng lớp nhân dân cùng nhau đoàn kết trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Cờ đỏ, sao vàng biểu tượng cho hồn nước, lòng dân, sự hy sinh anh dũng của rất nhiều thế hệ người Việt trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và là niềm tự hào dân tộc của mỗi người Việt. Chính vì ý nghĩa lớn lao đó mà công việc dâng cao cờ Tổ quốc được nhân dân trên dọc mọi miền đất nước hưởng ứng. Lá cờ đỏ sao vàng cũng là minh chứng khẳng định cho sự thống nhất, độc lập, tự chủ và hòa bình như lời của vị lãnh tụ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Lá cờ đỏ sao vàng mãi dương cao trong lòng mỗi người con đất Việt. Tiếp nối tinh thần dân tộc, chúng con xin thành kính tri ân trước hình ảnh Bác Hồ, người cha già kính yêu của dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới, người là biểu tượng cho những phẩm chất, giá trị đạo đức cao quý của con người. Với lòng nhân đức, nghị lực kiên cường và đức khiêm tốn hiếm có, người đã đi xa nhưng hình ảnh của người vẫn in đậm trong tâm trí của những người yêu chuộng hòa bình, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Trong muôn vàn tình thương yêu dành cho nhân dân, Bác còn luôn dành trọn một tình yêu lớn cho thiếu niên nhi đồng. Tấm lòng yêu thương và những lời dạy quý báu của Bác vẫn luôn là tấm gương sáng ngời để chúng cháu noi theo và là di sản vô giá của toàn đảng, toàn dân và toàn thế hệ trẻ nước ta.
Sinh thời bác từng nói, bác thương các cháu lắm, bác hứa với các cháu rằng đến ngày đánh đuổi hết giặc Pháp kháng chiến thành công thì bác cùng chính phủ và các đoàn thể cùng cố gắng làm cho các cháu cùng được no ấm, đều được vui chơi, đều được học hành, đều được sung sướng. Những lời ước nguyện của bác thật đủ đầy thấy tình thương vô bờ của bác dành cho chúng cháu, những mầm non tương lai của Tổ quốc. Chúng cháu xin hứa sẽ không nỗ lực trau dồi học tập hết mình, rèn luyện tri thức để không phụ sự kỳ vọng của bác. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là một phần lớn ở công học tập của các cháu. Đạo Phật được du nhập vào nước ta vào khoảng thế bỉ kỷ thứ 3 trước công nguyên. Phật giáo đã luôn đồng hành cùng dân tộc từ ngàn năm. Nhắc đến Phật giáo trên tinh thần hào khí Việt Nam, ta không thể quên được hình ảnh của biết bao nhà sư đã cởi áo cà sa, khoác áo chiến bào ra trận, xung phong trong công cuộc kháng chiến vì nền độc lập, tự do của nước nhà. Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà còn là một nền giáo dục với tinh thần từ bi trí tuệ làm chủ. Trải qua bao triều đại, Việt Nam đã vận dụng tinh hoa trong tư tưởng đó để bình dân trị quốc. Phật giáo đóng vai trò hộ quốc an dân cho dân tộc qua bao thế kỷ. Trải qua những thăng trầm biến thiên của lịch sử, giờ đây Phật giáo đã đi sâu vào tiềm thức và trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa tinh thần của con người đất Việt. Chỉ là một tôn giáo mà còn là một nền khoa học luôn luôn đồng hành cùng dân tộc Việt Nam. Di sản thời trang dân tộc ta, áo dài phụ nữ nét kiêu sa, tha thiết hồn xuân nghĩa đậm đà, tơ lụa điểm tô trang tuyệt sắc, gấm nhung trình diễn nét anh hoa, đường thôn phố thị vui ngày hội, tà áo đài trang bóng lượt là. Mỗi dân tộc trên thế giới đều có một loại trang phục truyền thống mà chỉ cần nhìn trang phục của họ, chúng ta có thể nhận biết đặc trưng văn hóa của từng quốc gia. Nếu người Nhật Bản có kimono, người Hàn Quốc có hanbok, thì người Việt Nam cũng lại hãnh diện khi mang trên mình chiếc áo dài dân tộc. Theo dòng chảy của lịch sử, chiếc áo dài đã có nhiều thay đổi để phù hợp với từng giai đoạn của xã hội. Thế nhưng dẫu thay đổi thế nào đi chăng nữa, áo dài vẫn luôn là biểu tượng của vẻ đẹp, văn hóa và là niềm tự hào của hàng triệu người con đất Việt. Việt Nam có 54 dân tộc anh em, mỗi vùng miền là tượng trưng của nền văn hóa đậm đà bản sắc riêng. Mỗi bộ trang phục ấy đều mang những nét đẹp và ý nghĩa in đậm dấu ấn truyền thống, văn hóa và phong tục của dân tộc đó, chính là hơi thở, là linh hồn của đất nước. Câu thành ngữ, đói cho sạch, rách cho thơm, vừa là để nhắc nhở những yêu cầu cụ thể cho cung cách ăn mặc, nhưng đồng thời còn có mục đích giáo dục một phẩm chất thanh cao, một nếp sống đạo đức, dù trong trường hợp nghèo đói. Tất cả đã hòa quyện và gắn bó tạo nên một Việt Nam tươi đẹp, đa dạng sắc màu văn hóa và truyền thống, tạo nên dấu ấn riêng của Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới. Và cho dù mang trên mình màu sắc dân tộc nào thì tất cả nét đẹp ấy vẫn mang chung một hơi thở, một trái tim giản dị và phẩm chất thanh cao như tâm hồn người Việt.
những người lính biển đảo là biểu tượng hiên ngang, kiên cường, bất khuất cho tinh thần dân tộc. Những con người ấy vẫn đang ngày đêm đứng gác nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ độc lập chủ quyền vùng biển đảo dân tộc, tiếp nối tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019. Chúng con xin thành kính nghiêng mình tri ân trước các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự bình yên của Tổ quốc hôm nay. Được sống trong cảnh hòa bình, chúng con sẽ mãi không quên mảnh đất dưới chân mình đã đướm thấm đượm mồ hôi, xương máu của thế hệ cha anh đi trước, hồn thiêng dân tộc luôn che chở cho đất nước Thái Bình. Chúng con xin nguyện ghi nhớ và noi theo thế hệ cha ông để cống hiến cho xã hội ngày càng văn minh và giàu đẹp. Ngọn đuốc sáng thể hiện cho tinh thần, niềm tin những con người luôn ngày đêm canh giữ nơi biển đảo đầu sóng ngọn gió. Chúng con ở nơi đây xin nguyện hứa với các chiến sĩ, anh hùng, những người đang đứng canh gác nơi biển đảo sẽ nỗ lực học tập thật tốt để xứng đáng với sự kỳ vọng ngày đêm bảo vệ Tổ quốc của những chiến sĩ đang hy sinh thầm lặng nhất. Đạo Phật ở Việt Nam mang màu sắc Việt Nam rõ rệt trên tinh thần hòa hợp cùng văn hóa dân tộc trong công cuộc hoằng dương Phật Pháp, lợi lạc quần sinh, gắn bó mật thiết trong lòng dân tộc do sự tương đồng giữa giáo lý từ bi, hỷ xả, cứu khổ, cứu nạn của Đức Như Lai với tư tưởng tình cảm truyền thống nhân văn của người Việt, nên Đạo Phật đã ăn sâu, bám rễ trong tâm tư, tình cảm, lối sống đạo đức của đông đảo người dân, luôn gắn bó cùng dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Song hành cùng dân tộc trong suốt hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, Đạo Pháp vẫn giữ được vị thế, vai trò trong đời sống hiện tại ngày nay. Tinh thần đạo đức của Phật giáo đối với thế hệ trẻ ngày nay thật cần thiết và quan trọng với chúng con. Những ngọn cờ hồng, ngọn cờ ngũ sắc này là biểu tượng niềm tin yêu, tôn kính, hy vọng về một xã hội phát triển bền vững. Với chủ đề buổi diễu hành hào khí Việt Nam hùng thiêng ngàn đời, 10 gia đình chúng con xin gửi tới thông điệp hào khí từ ngàn năm còn vang vọng mãi như một bản hùng ca bất diệt. Chúng con đang sống trong khúc khải hoàn ca vọng hồn sông núi. Hào khí ấy sẽ còn cháy mãi và trao truyền cho lớp lớp thế hệ trẻ tương lai. Chúng con thế hệ trẻ ngày hôm nay xin nguyện ghi tạc công ơn đời đời, nguyện cống hiến hết mình cho non sông và gấm vóc, nguyện noi theo tấm gương oai hùng của cha ông, nguyện đương theo chánh pháp của Đức Phật, nguyện tu học và phụng sự hết mình cho pháp ông. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con rồng cháu tiên, con cháu lạc hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam. Bài diễu hành của chúng con đến đây là hết. Kính chúc ban giám tổ chức có thật nhiều sức khỏe, quý thầy thân tâm thượng lạc, tể đăng thường chiếu, mãi là cội bồ đề cho chúng con noi theo trên bước đường tu học. Chúc cho chương trình hội trại hào khí ngàn năm thành công rực rỡ. Như vậy, 22 trại đã hoàn tất việc diễu hành với chủ đề hào khí thăng long đến đây đã kết thúc. Thay mặt ban tổ chức, cảm ơn chư tôn đức trong ban giám khảo, cảm ơn tất cả các trại đã dành thời gian, công sức, tâm trí của mình cho buổi diễu hành ngày hôm nay. Thân ái chào tạm biệt.